Estim FS 250 Made in China, Honda UMK 435 Made in Thái Lan, Kawasaki TZ 53 Made in China, Husqvarna 541 cũng Made in China, Echo IE 46 Made in Japan. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Mì Sơn. Tất cả các bạn hiện tại đang rất than phiền bởi vì những cái dòng máy cắt cỏ công suất lớn hiện nay trên thị trường như là Husqvarna hay là Estin hay là Kawasaki đều đến từ Trung Quốc. Và các bạn đang bị gọi là gì ở kỳ thị hay là bị ám ảnh bởi dòng chữ Made in China. Mặc dù nó là hàng chính hãng nhưng các bạn vẫn không yên tâm, các bạn muốn tìm một dòng sản phẩm sản xuất tại Nhật. Hiện nay trên thị trường thì gần như rất ít, thậm chí chỉ có đúng Mazu nhưng mà chất lượng lại không đạt. Và các bạn đang tìm một mẫu nào đó có dòng chữ Made in Japan bởi vì các bạn tin tưởng rằng Japan nó sẽ mang lại một cái chất lượng yên tâm hơn. Và hôm nay chúng tôi về mẫu cắt cỏ Echo IE 46. Và mình nghĩ đây là một trong những lựa chọn dành cho các bác nào bị ám ảnh bởi dòng chữ Made in China. Rồi, các bạn có thể thấy được mình đang có một chiếc Echo IE 46 ở trên mặt bàn và mình sẽ quay cho bạn xem. Chiếc máy này thì mình đã tháo ra từ hộp và trong hộp có cái gì? Rất là đơn giản thôi. Trong hộp đó có phần có động cơ máy, còn cái phần cần máy thì và tất cả các đồ còn lại nó ở bên hộp cần nhá. Và xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được từ bên trong ra bên ngoài. Đối với Nhật Bản họ làm bất kỳ một cái gì rất là đơn giản thôi nhưng mà nó đầy sự tinh tế. Hộp thùng thì nó có dòng chữ IE46B-E và sản xuất tại nhà máy Yamabiko ở Japan. Các bạn có thể thấy được cái dòng sản phẩm này nó có trên thùng, nó có một cái QR link tắt để các bạn có thể đi đến với cả cái thông tin của hãng. Trên máy trong hộp thì các bạn có thể thấy được có một cái quyển catalog và một phiếu bảo hành. Trên phiếu bảo hành này thì nó sẽ có những cái thông tin như để các bạn có thể nắm được, ví dụ như là quy định bảo hành cái phần nào, đây là bảo hành phần bộ phận đánh điện, 3 tháng và bảo hành phần cơ khí là 12 tháng nha các bạn nha. Đấy, những cái lỗi nào mà không thuộc phạm vi bảo hành thì người ta cũng ghi rất rõ ở trên này rồi. Đấy, rất là rõ, hai liên, một liên ở đại lý giữ và một liên của khách hàng giữ. Trong catalog này thì nó có luôn hai cái mẫu, một mẫu là IE26S và một mẫu là IE46B. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn các bạn nhé. Sản xuất tại Nhật luôn 100% luôn. Đây. Đây là nó có cái thông số luôn, các bạn quan tâm đến IE46 thì có thông số luôn. Quả piston của nó là 42 ly và hành trình của nó là 33 mm. Dung tích bóng đốt của nó là 45,7 và công suất output của nó ra là 1,7 và 2,33 kW tương đương với PS. Đây là 1,7 kW tương đương với 2,3 PS HP đấy. Trọng lượng của nó là 4 kg. Theo mình 4 kg thì quá nhẹ so với cả HU541. Dung tích bình xăng của nó là 0.95. Cơ chế điện là CDI. Rồi, starting là giật. Rồi, một số cái thông số để cho các bạn tham khảo ở đây nhá. Ok, các bạn xem ở đây nữa này. Đây là máy. Ok, các bạn có thể thấy được cái thiết kế này hoàn toàn dựa trên những cái thiết kế cũ của 209 và 253. Nếu các bạn nghiên cứu về cái dòng máy cắt cỏ Nhật bãi ấy, 209 và 253 đều sử dụng cái thiết kế này luôn. Và cái phần vỏ của nó này bằng sắt hoàn toàn luôn. Sắt này, hợp kim này, sắt này, full sắt luôn các bạn ạ. Chỉ có phần bầu e này thì nó làm bằng nhựa thôi. Cái ưu điểm của cái dòng này thì các bạn có thể thấy được nó rất là hở hang, giống như dòng những cái cô gái ấy, hở hang, nhìn nó rất là rõ ràng cái bộ hơi chất liệu như nào bên trong để các bạn có thể rõ hơn. Đây, bộ hơi này nó dập nổi dòng chữ Yamabiko là của nhà máy Yamabiko luôn, bộ hơi này. Chế hòa khí của Wambro và có ốc chỉnh. Đây là một cái chế rất là thông dụng, các bạn sửa chữa thay thế hoàn toàn rất là đơn giản luôn. Quả con này 42 ly các bạn nhá. Tức là nó lớn hơn cả HU mới chỉ có 40 thôi. Chụp giật của nó làm rất là chất lượng, phần tay giật làm rất chắc chắn. Phần đế này các bạn có thể nhìn thấy này, đế sắt bọc kín cái phần bình xăng để cho các bạn dễ dàng khi mà sử dụng đặt xuống đất cũng không bị ảnh hưởng đến phần bình xăng lớn.
Và cái phần bố côn này, bình thường ấy Echo hay làm cái phần bố côn thụt, cái mặt thụt. Nhưng dòng này nó đã thay đổi, nó đã biết lắng nghe hơn người tiêu dùng và nó làm cái dạng côn bình thường rồi. Bình thường nó sẽ thụt lại, nên là các bạn thấy là khi mà thay côn của Echo rất là khoai. Còn bây giờ nó làm côn bình thường luôn, để cho các bạn dễ dàng sử dụng luôn. Đây, anh em nhìn này, cực kỳ chất luôn. Buji của nó là buji NGK. Đấy. Trên nóc này thì nó có cái tay xách này, dạng như kiểu chữ T ấy. Đó, để các bạn dễ dàng xách, buộc, treo. Rất là hay. Một số bác sẽ không thích cái thiết kế kiểu là classic, gọi là cổ điển như này. Nhưng mà đa phần rất là nhiều bác thích, bởi vì nó khoe ra được những cái độ chất của bộ hơi. Còn các bạn thử hiểu xem, nếu một cô gái tự tin, đẹp thì mới dám ăn mặc hở hang để khoe ra, đúng không ạ? Còn các bạn thử hiểu xem, nếu một cô gái tự tin, đẹp thì mới dám ăn mặc hở hang để khoe ra, đúng không ạ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Đối với cô gái nào mà xấu, mà không tự tin về cái body của mình thì không bao giờ dám khoe ra. Còn đối với những cô gái nào mà xấu, mà không tự tin về cái body của mình thì không bao giờ dám khoe ra. Đây là tự tin khoe ra. Việc khoe hơi như thế này thì nó sẽ làm mát tốt hơn, cũng như là việc nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Rồi, bên thân máy có một cái tem Made in Japan này, các bạn thấy không? Yamabiko này, có cái series của máy luôn, Yamabiko Made in Japan, các bạn thấy không? Đây này, dán luôn, sản xuất tại Nhật, xịn luôn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi, về cần máy nha, mình sẽ quay qua phần cần máy. Đây là cần máy. Cần máy này gọi là cần máy cần chết này. Ống cần màu nhiều vàng khói ấy, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Ống cần cái này 28 ly, các bạn chạy không bị rung như Estin. Estin khi mà các bạn lên ga nó sẽ hơi bị rung. Còn con này không bị rung luôn. Cái cùm này cực kỳ đẹp, dày và chắc chắn. 4 ốc giãn luôn, bình thường cùm chỉ có 2 ốc hãm thôi. Cùm này 4 ốc hãm bắt chặt luôn. Bắt chuối này, có phần bảo vệ để cho các bạn bảo vệ cái phần chuông côn này khi mà vận chuyển nó không bị lệch, không bị rung. Echo này. Và các bạn có thể thấy được cái đầu bò nhìn rất là đẹp này. Chén sâu nhá. Đầu bò này cực kỳ đẹp luôn. Đồ đạc này. Túi đồ của Echo này. Trong có gì à? Cái này dư dư không cần thiết này. Màng chắn này. Một bộ tool kit này. Trong tool kit có gì đây? Ốc này. Ốc để bắt cần này. Ốc bắt cần này. Và những cái cố định dây điện này. Cố định dây ga này. Rồi ok, còn gì nữa không? Dây đeo này, hai vai này. Cò ga bóp, nhưng không kiểu không hãm này. Cái cò ga này nó sẽ có một cái điều rất là hay, khi là các bạn không bị mỏi tay trong việc hãm. Đấy. Cần này cũng khá là ok, cho mình đánh giá là cũng được. Đây. Rồi. Sau đây mình sẽ nổ thử cho bạn nghe cảm nhận đánh giá tiếng máy của con này, để các bạn nghe cảm nhận để các bạn thấy nó như thế nào nhá. Để các bạn dễ dàng nhận định một cách khách quan hơn, mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe. Và nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ bóc thử một con máy ra, để cho các bạn xem cái chất hơi của những cái dòng máy này như thế nào. Liệu sẽ giúp các bạn trả lời cái câu hỏi là tại vì sao Echo lại được ưa chuộng nhiều đến như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử máy nha. Hơi con này nặng chịu.